Hey, chào cô bác quý anh chị nha. Thì hôm nay là trời nó đang chuẩn bị dòng mưa quý anh chị. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý anh chị cái cách mình cái phòng trừ cái bệnh rất nguy hiểm trên cây sứ, đó là bệnh thói cũ nha quý anh chị. Bằng nấm đối kháng Trichoderma nha quý anh chị. Thì cái nấm Trichoderma này quý anh chị mua bất cứ ở cái cửa hàng bảo vệ thực vật nào cũng có quý anh chị ha. Cái tên thương hiệu này thì không thành vấn đề rồi. Này nó thằng này của Đại học Cần Thơ nha quý chị. Quý chị lưu ý giùm em á là mình mua cái có thành phần Trichoderma 100 triệu bào tử trên 1 gram. Thì cái này á nó càng nhiều bào tử á, thì giống như nó có nhiều con nấm ở trong đó quý chị, thì nó càng mạnh ha. Thì cái gói này nó 500 gram thì nó khoảng 70 ngàn quý chị, rất là rẻ nha. Nhưng mà cái này đặc biệt là rất thích hợp cho quý chị trồng số lượng ít ha. Quý chị trồng số ít, trồng cây trong chậu hơi lớn á, thì giúp cho cái nó xử lý những cái con vi khuẩn nấm bệnh nó nằm ở trong cái chậu mình á, rất là triệt để nha quý chị. Thì quý anh chị xử lý bằng cái nấm đối kháng này á rất hiệu quả nha. Nó có thể hạn chế cái bệnh thối cũ. Nói chung là mình cái nói tuyệt đối thì không không dám nha quý chị, nhưng mà rất là an toàn luôn quý chị. Nếu mà quý chị thường xuyên xử lý bằng cái nấm đối kháng này khoảng 20 ngày một lần ha, thì có thể quý chị không còn lo lắng cái chuyện mà cái cây nó bị bệnh tầm bậy nha quý chị. Đó là em nói thật lòng ha. Rồi quý chị mà thí dụ như trồng số lượng ít khoảng 5-30 cây á, quý chị mua một cái gói này về quý anh chị xài có thể 1 năm chưa hết nha quý anh chị. Thì cái liều lượng nó là như thế nào thì em sẽ làm cho quý anh chị thấy nha, và mình xử lý ra sao ha. Thì cái ngoài cái nó gì vi khuẩn ha, rồi nấm bệnh, thì nó cũng sẽ diệt những cái nấm mốc mà quý anh chị thường nhổ cái bụi sứ ở trong những cái chậu mà quý anh chị trồng bằng cái trấu sống. Thường quý chị trồng trồng chậu thì ưa có để cái lớp trấu sống ở dưới đáy để cho nó thoát nước quý chị. Thì một thời gian á thì nấm mốc nó sẽ rất là nhiều ở cái trong cái chậu, bởi vì cái trấu á, trấu càng nhiều á thì càng dễ sinh ra nấm mốc nha quý chị. Đó, trấu là nó nhược điểm nó như vậy. Rồi kể cả cái vỏ đậu phộng nó cũng vậy luôn quý chị. Thì khi quý chị tưới định kỳ bằng cái nấm Trichoderma này ha, thì nó sẽ đưa những con nấm có lợi vào ha, nó sẽ bảo vệ cái nó sẽ dễ đi những cái con nấm có hại đó nha quý anh chị. Thì cái chậu của quý anh chị là nói chung là nó quản lý được cái nấm mốc trong cái chậu, thì nó cái dẫn đến cái cây mình nó lỡ có bị tổn thương ít nó cũng không có đến nỗi nó hư cũ nha quý anh chị ha. Thì em khuyên quý anh chị nên mua cái mình trồng sứ nên mua một cái gói này trong nhà nha. Đó là cái đó là quý chị chơi sứ nên mua cho mình một gói này ha. Thì nó khoảng 70 ngàn thì quý chị có thể yên tâm mà mình chơi sứ thoải mái rồi quý chị nha. Thì cái liều lượng nó là một cái xô này là 18 lít nữa nè, xô sơn nữa nè quý chị 18 lít nữa, thì quý chị pha 40 gram cho 40 gram ha. Thì cái muỗng này nè quý chị, cái muỗng này là 10 gram ha, quý chị múc 4 muỗng, 4 muỗng vô ha. Đó. 4 muỗng này cho một cái xô này. 3 4. Rồi quý anh chị pha, quý anh chị phải đều ha. Quý anh chị phải cho nó tan ra đi rồi quý anh chị tưới ha. Thì quý anh chị lưu ý giùm em á nha. Khi mà mình sử dụng cái nấm Trichoderma này á thì quý chị không nên pha chung với những cái thuốc mà gì nấm hóa học khác nha quý chị. Chứ quý chị đừng có nói thôi là sẵn tưới rồi pha thêm mancozeb hay gì vô chung là pha là không có được nha quý chị ha. Nên quý chị lưu ý cái điểm này. Thậm chí quý chị mà khi mà có người xử lý chất trồng á mà vừa trộn cái nấm Trichoderma xong rồi trộn thêm cái mancozeb, đó là một công thức sai lầm nha quý chị ha. Bởi cái thằng mancozeb mà nó mà là cái thằng diện nấm nha,
nó về nấm thì cái này nó cũng là nấm thì nó sẽ diệt hết những cái con nấm trong cái Trichoderma này thì nó sẽ dẫn đến không có tác dụng gì hết quý chị ha. Thì quý chị lưu ý giùm em, khi xử lý bằng nấm Trichoderma quý chị không có pha chung bất cứ thuốc bảo vệ thực vật nào mà diệt nấm nha, diệt vi khuẩn nha quý chị ha. Rồi cái này là cái điều quan trọng nhất để có nhiều, cũng có nhiều clip người ta hướng dẫn là pha giữa thằng nấm Trichoderma này xong rồi cái pha thêm cái thuốc diệt nấm kia để bảo vệ cái chất trồng, đó là một cái thì quý là không có đúng nha quý chị. Quý chị không có pha chung bất cứ thứ gì hết ha. Rồi xong quý chị, nó tan xong rồi quý chị đi tưới ha, là tưới. Rồi đây mang chị đi ra vườn với em nha. Thì đây là những cây sứ hạt lai nè quý anh chị ha. Hoa rất đẹp ha. Một cánh thôi nhưng hoa rất đẹp. Quý anh chị trồng được cây, một cái cây gì mà nó lớn thì nó cực kỳ không quý anh chị. Thì cái cây này trồng trong cái chậu này thì nói chung là cái chậu này cũng hơi lớn đối với nó quý anh chị. Nhưng mà quý anh chị trồng lớn á thì nó cũng có cái mạo hiểm, nhưng mà cái cây thì nó phát rất là nhanh nha. Cây mau lớn. Thì quý anh chị nên trước khi tưới nấm Trichoderma ha, quý anh chị nên tưới nước trong cái chậu mình cho nó có độ ẩm đi ha quý anh chị. Rồi mỗi chậu như thế này ha, thì quý anh chị tưới thẳng vô gốc luôn nè quý anh chị. Đó, hai ca này ha, cho một gốc. Rồi quý anh chị lưu ý là sau đó quý anh chị dùng sơ dừa mấy anh chị đầy lại nha. Thì cái nấm Trichoderma này nó sẽ hoạt động tốt trong môi trường ẩm quý anh chị ha. Đó cho nên quý anh chị phải tẩu lại bằng sơ dừa nha. Đó. Rồi mỗi gốc như vậy thì quý anh chị nên tưới 2 ca thôi ha. Đó. Rồi sau đó quý anh chị dùng sơ dừa mấy anh chị tại đậy lại ha, để chút em đậy lại sau. Nói chung là cây sứ là rất là dễ trồng quý anh chị, so với nè cây trang nè quý anh chị thấy không. Lúc hỏi em lu bu của em không tưới, nó có 2 ngày nó đang ra đọt non á, cái bị trời nắng quá cái nó héo. Còn cây sứ là quý anh chị để có thể nửa tháng ha, không tưới vẫn không có sao nha quý anh chị. Nhưng mà cái nhược điểm của cây sứ là nó dễ bị hư cũ, thì cái vấn đề đó thì quý anh chị phải khắc phục nó bằng cách thường xuyên xử lý bằng nấm Trichoderma cho nó nha quý anh chị. Đó. Bởi vì trong chất trồng á, thường đa số á, quý anh chị thấy á, là ở dưới quý anh chị thường lo là trấu ha, trấu sống hoặc là vỏ đậu phộng, thì đó những cái thằng đó là nó dễ sinh ra nấm mốc đó quý anh chị. Rồi đây nào quý anh chị, sẵn đây tại sao mà người ta không phiên quý anh chị nên ghép hai giống trên một cái cây nha quý anh chị ha. Đây là một cây pin nè ha, trỏ hoa rất là đẹp luôn. Tại qua mưa nó rụng bớt à, hoa rất là đẹp quý anh chị. Còn đây là cây yến nhi ha, yến nhi một, hoa rất là to. Đây. Hoa rất to quá, rất là đẹp. Nhưng quý anh chị thấy không? Một cái củ sứ rất là lớn như thế này ha mà nó nuôi hai giống trên một cái cây thì có một cái giống đạt ha, cái pin thì nó rất là đạt, còn cái yến nhi nó ra tầm bậy nè quý anh chị. Bởi vậy cái người mà chơi sứ mà lâu năm người ta ít có khuyến cáo quý anh chị là nên ghép hai ba màu trên cùng một cây ha. Cái này là lúc mới chơi ha, em cũng ý tưởng thì chắc cũng như bao như các bạn mới chơi giờ thường ô cái tại sao cây sứ không ghép hai ba màu, nhưng thực ra là cái đây là cái lý do nè quý chị. Quý chị ghép hai ba màu là nó dở liền nha quý chị ha. Rồi tiếp tục ha, quý anh chị cứ tới một cái góc vậy là 2 ca cho em ha. Rồi. Thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng thối cũ trên cây sứ nha quý anh chị. Quý anh chị cứ tưới trực tiếp ha. Cây rất là khỏe luôn quý anh chị ha. Thì
Nói chung là cái vườn của em á thì ít khi nào mà em tưới bằng cái này hết quý anh chị. Đa số là xài xịt không quý anh chị, chứ tưới sao mà nổi ha. Thì những cái chậu lớn như vậy em mới xử lý như thế này thôi. Đây rất là thích hợp cho những anh chị có khoảng vài chục chậu, thì quý anh chị cứ một tháng 20 ngày